Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Cựu ứng viên Thủ tướng Thái Lan bị tuyên án nguy cơ mất ghế tại Quốc hội. Tòa án Thái Lan ngày 5 tháng 2 đã tuyên án treo đối với cựu ứng viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat, ông Nathanthorn Chuanrungrungrit và 6 nhân vật chính trị khác với cáo buộc tổ chức cuộc biểu tình bất hợp pháp vào năm 2019. Tờ The Bangkok Post đưa tin, ông Pita từng giữ chức chủ tịch của đảng Tiến Lên, đảng phái đối lập chính ở Thái Lan. Trong khi đó, ông Nathanthorn là cựu lãnh đạo của đảng Hướng Tới Tương Lai, tiền thân của đảng Tiến Lên và hiện đã giải tán. Các diễn biến mới làm tăng thêm rắc rối pháp lý mà đảng Tiến Lên phải đối mặt sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết rằng đảng này đã làm suy yếu chế độ quân chủ và an ninh quốc gia. Các cáo buộc liên quan một cuộc biểu tình mà các chính khách này đã lãnh đạo vào tháng 12 năm 2019 tại Bangkok. Ông Pita nói ông sẽ kháng cáo phán quyết. Trong khi đó, luật sư cho biết các nhân vật chính trị khác có liên quan cũng sẽ có động thái tương tự. Ông Pita có thể bị loại khỏi quốc hội nếu kháng cáo của ông thất bại và tòa án giữ nguyên phán quyết. Luật pháp Thái Lan cho phép những người bị kết án phạm tội nghiêm trọng được giữ ghế trong quốc hội. Tấn công khủng bố tại Pakistan khiến ít nhất là 10 cảnh sát tử vong. Ít nhất là 10 cảnh sát đã thiệt mạng và 6 người khác đã bị thương trong một vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở tại một cơ sở cảnh sát ở quận Dera Ismail Khan thuộc về tỉnh Khyber Pashtunkhwa. Theo nguồn tin của cảnh sát, thì vụ tấn công xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Một nhóm đối tượng sử dụng súng bắn tỉa, súng trường tự động và lựu đạn tấn công vào trong sở cảnh sát. Những kẻ tấn công đã trốn thoát trước khi cảnh sát và lực lượng an ninh được điều đến hiện trường. Cảnh sát cho biết thêm là tất cả những con đường dẫn đến hiện trường đã bị phong tỏa vì lực lượng chức năng đang truy tìm những kẻ tấn công. Hiện nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công nói trên. Palestine kêu gọi rút các lực lượng Israel khỏi toàn bộ dải Gaza. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gần đây đã hối thúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hành động của Israel nhằm vào người dân Palestine. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, nhà lãnh đạo Palestine đưa ra phát biểu trên khi tiếp điều phối viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Tor Wennesland, tại văn phòng Tổng thống ở Ramallah. Ông Abbas kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tiếp tục nỗ lực cá nhân và tăng cường nỗ lực quốc tế để rút các lực lượng Israel khỏi toàn bộ dải Gaza và không chiếm một tấc đất nào của người Palestine. Tổng thống Abbas đề nghị tăng cường viện trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân Palestine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho nhà nước Palestine quy chế thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc thông qua quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những người Palestine đang co ro dưới làn đạn pháo ở Gaza hôm thứ Hai cho biết họ hy vọng chuyến thăm khu vực của Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc đưa ra một thỏa thuận ngừng bắn, kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công mới đầy đe dọa của Israel vào nơi ẩn náu cuối cùng ở rìa khu vực này. Ông Antony Blinken đã đến Riyadh khi bắt đầu chuyến công du Trung Đông đầu tiên, kể từ khi Washington làm trung gian đưa ra đề nghị, với sự góp ý của Israel về lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến. Tin đến từ Nam Hàn cho biết là chủ tịch của Samsung được tòa tuyên tranh án liên quan đến vụ sát nhập vào năm 2015. Theo hãng thông tấn Yonhap, một tòa án ở Hán Thành vào ngày hôm nay đã tuyên trắng án cho ông Lee Jae-yong là chủ tịch của Samsung Electronics Corporation trong vụ kiện có liên quan đến vụ sát nhập gây ra tranh cãi vào năm 2015 giữa hai công ty con của Samsung. Theo đó, tòa án của quận trung tâm Hán Thành đã tuyên bố vô tội đối với chủ tịch Lee sau hơn 3 năm rưỡi ông này bị truy tố liên quan đến những bất thường của thị trường trong vụ sát nhập J-Industry Inc. và Samsung C&T Corp. Vụ sát nhập vào năm 2015 được xem như là rất quan trọng đối với sự kế vị của ông Lee, với tư cách là người kế vị tập đoàn Samsung. Trong vụ việc, chủ tịch Lee bị cáo buộc gian lận giá cổ phiếu, vi phạm ủy thác về gian lận kế toán. Trong đó, 3 cổ phiếu Samsung C&T được chào bán lấy cùng một cổ phiếu của Jay. Tòa án kết luận, việc ông Lee kế nhiệm chức chủ tịch Samsung hay việc củng cố quyền kiểm soát của ông đối với tập đoàn này không phải là mục đích duy nhất của vụ sát nhập vào năm 2015. Đồng thời cũng không có bằng chứng nào cho thấy vụ sát nhập gây tổn thất tài chính cho các cổ đông. Tòa án cũng tuyên ông Lee không có vi phạm những cáo buộc liên quan đến nghi ngờ gian lận kế toán ở tại Samsung Biologics, vốn là một công ty con của Jay Industries. Bên công tố sẽ có một tuần để kháng cáo những phán quyết của tòa án. Trung Quốc tuyên tử hình treo nhà văn Úc. Tòa án ở Bắc Kinh vừa tuyên tử hình treo nhà văn Úc Giang Heng Jun, người đã bị giam 5 năm vì cáo buộc gián điệp.
Giang Hang Jun, 58 tuổi, nhà văn kim nhà bình luận chính trị người Úc gốc Hoa, bị bắt hồi tháng 1 năm 2019 tại phi trường khi cùng vợ con từ Mỹ về Quảng Châu vì cáo buộc gián điệp. Khi bị bắt, ông Giang đang làm việc tại New York. Trung Quốc không công khai cáo buộc ông làm gián điệp cho nước nào. Tòa án ở Bắc Kinh đã bắt đầu xử kín Giang vào tháng 5 năm 2021. Ông phủ nhận làm gián điệp cho Úc hay Mỹ. Học giả Fan Jong-gi ở Sydney cho biết với án tử hình treo, phạm nhân sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong khoảng thời gian này, án sẽ giảm xuống tù chung thân. Ông cũng kêu gọi chính phủ Úc thúc đẩy để Giang được hưởng ân xá dựa trên tình trạng sức khỏe. Năm ngoái, bác sĩ phát hiện ông Giang có khối u 10cm ở thận và có thể phải phẫu thuật. Chính phủ Úc sau đó xác nhận bản án đối với ông Giang, mô tả đây là thông tin đau lòng. Ngoại trưởng Penny Wong nói thêm rằng Canberra sẽ truyền tải phản ứng bằng những lời lẽ quyết liệt nhất. Úc cũng sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng về phán quyết này. Bản án tử hình treo đối với Giang được cho là bước thụt lùi trong quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, vốn đang ấm lên. Từ Hồng Kông, một nhân viên tài chính bị lừa 25 triệu Mỹ Kim chỉ trong nháy mắt. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, một nhân viên tài chính ở tại một công ty đa quốc gia đã bị lừa 25 triệu Mỹ Kim từ những kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake để đóng giả làm giám đốc tài chính. Theo đài CNN đưa tin, trước đó cảnh sát của Hồng Kông cho biết, nhân viên tài chính không được nêu tên đã bị lừa tham gia vào một cuộc gọi video với những người mà anh ta cho là các nhân sự khác ở trong tập đoàn mà anh này làm việc. Tuy nhiên thực tế thì tất cả đều là sản phẩm giả mạo của công nghệ deepfake. Thực tế, nạn nhân đã nghi ngờ ngay từ đầu sau khi nhận được một email được cho là từ giám đốc tài chính ở tại Anh Quốc của tập đoàn này mà anh đang làm việc, bởi vì nó đề cập đến việc cần phải thực hiện một giao dịch bí mật. Tuy nhiên, anh ta đã gạt bỏ những nghi ngờ sau khi tham gia vào cuộc gọi video và nhìn thấy những gương mặt của các đồng nghiệp mà anh ta đã biết. Sau đó, anh đã đồng ý chuyển tổng cộng 25,6 triệu Mỹ Kim. Vụ lừa đảo chỉ bị phát hiện khi nhân viên này liên lạc với trụ sở chính của tập đoàn. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake gần đây. Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ được 6 nghi phạm có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự. Malaysia cảnh báo ống năng lượng nhắm vào trẻ em. Bộ Y tế Malaysia mới cho biết họ chuẩn bị hành động chống lại xu hướng sản phẩm mới có tên ống năng lượng nhắm vào trẻ em. Các sản phẩm này được cho là đang được bán với giá từ 53 sen đến 2 Mỹ Kim nhắm vào trẻ em, như đem lại sự sảng khoái và giúp người dùng hồi phục sức lực. Một số người bán chào hàng bằng khẩu hiệu hãy hít trước rồi đi học, hoặc hít vào rồi hãy đi làm. Các sản phẩm này trước đó đã bị cảnh báo vì nhiều học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc sử dụng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Dubskepli Ahmad cho biết, bộ này nhận được nhiều khiếu nại và cảnh báo qua mạng xã hội về thiết bị đầy nguy hiểm này. Ông Ahmad cho biết đã thông báo cho các cơ quan liên quan và sẽ sớm hành động. Phản ứng của ông Ahmad được đưa ra sau khi nhóm y tế công cộng địa phương ở Public Health Malaysia bày tỏ lo ngại trong một bài đăng trên Facebook về việc ống năng lượng được bán ở Malaysia và đặc biệt là sự phổ biến ngày càng tăng của nó đối với trẻ vị thành niên. Nhật Bản tràn ngập không khí Tết Nguyên đán ở khu phố người Hoa tại Yokohama. Sau khi rằm tháng Chạp, khu phố người Hoa ở thành phố Yokohama của Nhật Bản đã nhộn nhịp không khí mua sắm và thưởng ngoạn lễ hội xuân. Đây là một sự kiện thường được tổ chức với quy mô lớn ở tại đây cứ mỗi độ xuân về. Số liệu của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú của Nhật Bản cho thấy, tính cho đến cuối năm 2022, số người Trung Quốc là cộng đồng của người nước ngoài lớn nhất ở tại Nhật Bản với gần 800.000 người. Trong đó, khu phố người Hoa có tuổi đời lâu nhất và có quy mô lớn nhất được đặt ở ngay trung tâm thành phố Yokohama là thủ phủ của tỉnh Nakagawa. Khu phố người Hoa ở thành phố Yokohama vào trong dịp này hàng năm luôn được trang trí lộng lẫy với đặc trưng là các dãy đèn lồng màu đỏ hiện diện ở hầu hết các tuyến phố, cũng như là nhiều mặt hàng đa dạng về chủng loại và mẫu mã được bày bán để phục vụ cho nhu cầu sắm Tết của người dân. Tết Nguyên đán cũng là cơ hội để cho các gia đình kinh doanh ở trong khu phố người Hoa đẩy mạnh doanh số bán hàng, bù đắp vào khoảng thời gian ít khách trong năm. Đặc biệt, du khách đến đây có thể thưởng thức nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của nhiều địa phương của Trung Quốc như là Bắc Kinh, Tứ Xuyên hay Thượng Hải, Quảng Đông. Cùng với rất nhiều món ăn nổi tiếng của châu Á ở tại các nhà hàng, từ cao cấp cho đến bình dân và ẩm thực đường phố. Sau khi Nhật Bản thực hiện chính sách mở cửa và cảng Yokohama được khai thông lần đầu tiên vào năm 1859, rất nhiều người Trung Quốc đã đến Nhật Bản để lập nghiệp và cư trú, trong đó chủ yếu là người đến từ Quảng Đông và dần dần hình thành lên khu phố người Hoa ở tại đây.